cảm giác lái sướng các bạn, quá sướng luôn, đậm chắc êm quá tuyệt vời. Đây, em sẽ quay các bác luôn này, quay luôn nhá, máy đang nổ đây, cái ô tô này cửa sổ lốc đầy đủ nhá, quá tuyệt vời các bạn, quá tuyệt vời, chất lượng. Đây em mở cái cửa ra quay cho sáng này, trời nó hơi tối rồi. Riêng nếu mà để mà hơn 100 triệu mua được con này thì khẳng định luôn những cái tầm tiền đấy không con nào vượt qua cái tầm này nhé. Đó. Quá đẹp luôn, máy đang để lỗ đây, lỗ im đến đét, form dáng căng chưa các bác, nhìn này căng chưa, phê chưa. Full đèn này, có mỗi cái đèn kia bị cháy, em sẽ thay cho bác là xong luôn, là đơn giản rồi, chuyện vặt mà, coi nhá, do cái bóng điện thôi, bóng đèn nó cháy thì thay cái được xong. Quan trọng là xe máy số ngon này, không đâm đụng, không ngập nước này, còn mấy cái là tặc chấp nhận được xe cũ nhá, không thành vấn đề. Các bác chia sẻ giúp em nhé, để cho mọi người cùng xem những chiếc xe đẹp. Đèn nguyên bản này. Vâng, Daewoo Lacetti CDX sản xuất 2009 nhá. Số tự động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Máy 1.6 số tự động này. Máy đang để lỗ đây, để lỗ laptop này. Số tự động này. Có cửa sổ lock này. Toàn bộ nội thất tân hai màu nhá. Con này trang bị gương kính chỉnh điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ. Âm thanh đầu CD 6 đĩa. Toàn bộ ghế zin, 4 táp ly là zin. Em để cho bác con xe này giá là cực kỳ êm nhá, cực kỳ tốt nhá. 159 triệu thôi các bác nhá, 159 triệu. Ghế nguyên bản này. Vậy ông nào quan tâm đến con xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0988048888 hoặc 0926836686. Mẫu xe được mệnh danh, được nhá, form đẹp nhất trong phân khúc. Khẳng định luôn ấy, dòng này thì không có con xe nào vượt qua cái mẫu xe này rồi. Thứ nhất là form đẹp này, thứ hai là đi đầm chắc, thứ ba là cách âm tốt. Có máy 1.6 nhập khẩu nguyên chiếc nhá, nhập nguyên quan luôn. Trang bị khá nhiều option hiện đại, có sấy ghế này, điều hòa auto tự động này. Âm thanh dòng này trang bị bộ dàn loa cũng rất là hay. Trang bị 4 mâm đúc này. Đó, cái dòng xe Hàn này rất là lành. Nói chung là cái dòng xe này thì các bác mua được những con xe chất lượng thì không có lo sợ bị hỏng điện nhá. Vô lăng đẹp này cơ. Đó. Vô lăng đẹp chưa? Kèm mác nguyên bản này. Bác xem nào. Ôi. Quá đẹp luôn. Quá chất lượng. Đầu đài đây, nguyên bản hết đây. Cái phần này rất mới đẹp này. Ôi. Vô lăng này. Màn hình không báo lỗi luôn này. Chưa, đang mở cửa báo mở cửa. Bật đèn này. Quá đẹp. Cửa lốc này. Rất sáng. Nói chung là con xe này tuyệt vời luôn đấy các bác ạ. Đi gia đình khá ok, đẹp. Form nói chung là mê lắm. Form loại này nhìn nó mê lắm, đẹp. Không có gì để chê. Tất cả xe em bán ra đều có cam kết cho các bác bằng văn bản đầy đủ luôn là xe không bị đâm đụng và không bị ngập nước các bác nhá. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Vậy bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0988 04 nuôi tứ quý 8 hoặc 0926 836 686. Từ những phần mắt đèn nó còn trong veo này, nhìn rất phê luôn ạ.
159 triệu thôi nhá. Em cảm ơn các bác quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác ạ.